Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Phát hiện ca mắc Covid-19, Hà Nội khẩn cấp phong tỏa xã có 25.000 người. Sau khi ghi nhận một ca F0 trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, Hà Nội đã ra quyết định phong tỏa khẩn cấp toàn bộ xã Tân Lập để phục vụ điều tra, truy vết, dập dịch. Thông tin nêu trên được ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng xác nhận với phóng viên Dân trí chiều ngày 28 tháng 8. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội phát đi thông tin cho biết, trên địa bàn xã Tân Lập ghi nhận ca mắc COVID-19 tên là NVT. Nam, 75 tuổi, ở đội 10, đáng chú ý, vì đã nhiều tuổi nên ông T thường chỉ ở nhà, có nhiều đợt biểu hiện uống mệt và được gia đình mua thuốc cho uống. Ngày 18 tháng 8 vừa qua, ông T có biểu hiện sốt, ho, đau họng và tiếp tục được gia đình mua thuốc cho uống. Đến ngày 27 tháng 8, ông T vẫn mệt, được gia đình đưa đi khám tại bệnh viện. Khi lấy mẫu xét nghiệm PCR, ông T có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng, nhận thấy mật độ dân số tại xã Tân Lập cao. Khoảng 25.000 nhân khẩu lại có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động nên nguy cơ dịch lây lan diện rộng nếu không áp dụng các biện pháp quyết liệt. Vì vậy, huyện Đan Phượng đã ra quyết định tạm thời phong tỏa toàn bộ xã Tân Lập để phục vụ điều tra dịch tễ, truy vết, xác định nguồn lây và các vùng cần cách ly y tế việc dừng phong tỏa xã tân lập sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra dịch tễ nguyễn trường